Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bây giờ là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Nhân dân thủ đô hướng về Đại hội 13 của Đảng với niềm hân hoan vui mừng. Ra mắt sách tranh 3D Hà Nội ngàn năm ký ức. Quảng Ninh truy vết cách ly người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19. Đà Nẵng đảm bảo an toàn thực phẩm Tết. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với niềm hân hoan vui mừng và kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương quan trọng, tiếp tục đưa đất nước tiến về phía trước. Hòa trong không khí ấy, Vinh Tự là nơi diễn ra đại hội, nhân dân thủ đô đã hướng về đại hội bày tỏ tình cảm thông qua những hành động, việc làm ý nghĩa. Những ngày cuối năm công việc đồng áng bộn bề, nhưng các nông dân ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nhất là với những đảng viên như bà Phạm Thị Quý thì không một thông tin nào bị bỏ sót, hướng về đại hội với niềm tin son sắt. Tôi cũng rất kỳ vọng vào cái đại hội lần này, các đại biểu sẽ đóng góp với những cái tinh thần rất là cao để mà làm thế nào để mà đóng góp vào cái sự lãnh đạo của Đảng để thành công tốt đẹp. Hướng về đại hội với nhiều tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng, Hội Nông dân xã Hồng Hà nói riêng và các hội đoàn thể thủ đô nói chung đã cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua với những hành động, việc làm thiết thực. Những hàng cây nông dân chào mừng đại hội là một ví dụ điển hình. Nhân dân rất phấn khởi và tin tưởng vào sự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sẽ tổ chức thành công tốt đẹp và nhiều kỳ vọng sẽ là một đại hội của đoàn kết dân chủ và phát triển bền vững. Còn đối với lực lượng đoàn viên thanh niên thủ đô, việc vinh dự được tham gia phân luồng giao thông phục vụ đại hội không chỉ thể hiện tinh thần xung kích mà còn là trách nhiệm, tình cảm của tuổi trẻ với đại hội. Chúng tôi xác định rất rõ những nhiệm vụ cụ thể, ví dụ như là thanh niên địa bàn dân cư thì tổ chức các cái hoạt động liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thanh niên khối trường học thì tổ chức các cái phong trào liên quan đến sáng tạo trẻ, liên quan đến tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Bằng những việc làm thiết thực, trực tiếp và gián tiếp hay đơn giản chỉ là một hành động nhỏ như giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành hiệu lệnh giao thông của người dân đã và đang góp phần làm nên thành công của đại hội. Nhân dân thủ đô và cả nước đều tin tưởng những định hướng quyết sách đúng đắn tại đại hội sẽ tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Thưa quý vị và các bạn, để đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới, báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ 13 đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Trong đó, khâu đột phá về nguồn nhân lực được nhiều đại biểu tâm huyết và đánh giá cao. Ghi nhận ý kiến của các đại biểu bên lề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là khát vọng, là mục tiêu phấn đấu chung cho cả dân tộc. Để góp phần thực hiện mục tiêu đó, ngoài khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, nhiều đại biểu cho rằng phát triển nguồn nhân lực là một khâu đột phá rất đúng và trúng trong bối cảnh hiện nay. Khâu đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một cái khâu đột phá rất là quan trọng để chúng ta tiếp tục quan tâm đào tạo để có một cái đội ngũ nguồn nhân lực để tham gia vào quá trình đổi mới toàn diện của đất nước ta, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thích ứng với thời kỳ công nghiệp 4.0, ứng dụng mạnh mẽ cái sáng tạo khởi nghiệp khoa học công nghệ trong quản lý hoạt động và thực hiện các cái nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Không có sự đầu tư nào mang lại nhiều lợi ích như đầu tư cho giáo dục và đào tạo, tạo tiền đề cho sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy, đại biểu dự đại hội khẳng định, giáo dục phải được coi là lĩnh vực cần có sự đổi mới mạnh mẽ. Đột phá trong đổi mới cần phải làm. Trong đó đặt ra những vấn đề như là phải khẳng định là cho được là cái giáo dục và đào tạo không chỉ là chủ trương mà nó phải là hành động, nó là quốc sách. Bên cạnh đó thì gắn cái giáo dục đào tạo với lại cái khoa học và công nghệ để đẩy sáng tạo. Và cái mục tiêu là chúng ta phải đào tạo cho được cái con người Việt Nam trong một cái giai đoạn mới, trong cái giai đoạn toàn cầu và sự phát triển khoa học công nghệ rất mạnh.
Ngoài ra, nhiều đại biểu cũng rất vui mừng, phấn khởi khi văn kiện Đại hội 13 đã quan tâm tới những chính sách ưu tiên đầu tư phát triển đồng bộ cho vùng sâu, vùng xa, các huyện đảo. Thì trong cái văn kiện có cái nội dung tập trung đầu tư hoàn thiện các cái cơ sở hạ tầng cũng như là kết nối những cái hệ thống điện quốc gia đến các cái huyện đảo để tập trung phát triển kinh tế xã hội biển đảo gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với nhóm Cloud Pin Lao Studio thực hiện và cho ra mắt cuốn sách tranh 3D Hà Nội ngàn năm ký ức, đem lại trải nghiệm sống động cho độc giả về cảnh đẹp của thủ đô ngàn năm văn hiến. Mỗi trang sách thể hiện về một danh lam thắng cảnh, hình ảnh biểu tượng lịch sử của Thăng Long Hà Nội như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Cột Cờ Hà Nội, Rồng Thời Lý, Phở Hà Nội. Không chỉ cung cấp thông tin, cuốn sách này còn là một sản phẩm sách dựng hình 3D với thiết kế đặc biệt mang tới cho bạn đọc những trải nghiệm hình ảnh mới mẻ, độc đáo, ấn tượng. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều người đã tìm đến các khu vực bày bán hoa cây cảnh để lựa chọn mua sắm. Khảo sát tại thị trường Hà Nội, giá lan vẫn ổn định và địa lan hút khách. Năm nay, thị trường hoa địa lan cũng có nhiều kiểu dáng, màu sắc đa dạng hơn. Giá của địa lan dao động trên dưới 100.000 đồng một cành. Cách bài trí chậu hoa cũng phong phú, phù hợp với từng yêu cầu của khách hàng, được bày bán từ đầu tháng chạp, nhưng dự kiến phải sau ngày 15 tháng chạp, khách mới đông hơn. Tôi thấy năm nay mẫu mã rất là phong phú, giá cả thì cũng tương đối là hợp lý, nhiều mẫu đẹp mà. Dáng cây dáng lan cũng rất là đẹp và màu hoa năm nay cũng có một số màu mới lạ rất là đẹp. So với địa lan thì lan hồ điệp có phần chênh giá hơn. Trung bình mỗi cành lan hồ điệp có giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Có những chậu lớn có giá lên tới hàng chục triệu đồng. Trước xu thế chơi hoa lan ngày Tết gia tăng từng năm, nhiều nhà vườn đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng mô hình trồng hoa lan, phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn mua sắm của người tiêu dùng. Ngoài đào quất thì thị trường hoa lan thời điểm cận Tết đang rất sôi động và nhộn nhịp. Theo ghi nhận, hoa địa lan, lan hồ điệp, lan cát tường đang có sức hấp dẫn mạnh trên thị trường Tết năm nay. Hiện tại các điểm kinh doanh hoa, cây cảnh đã nhập hàng về bán Tết với số lượng tăng 30-50% so với ngày thường. Những ngày này, không khí Tết ở làng nghề gói bánh chưng truyền thống Tranh Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội trở nên tấp nập hơn ngày thường. Ở ngôi làng này, Tết dường như ghé thăm sớm hơn so với nhiều nơi khác. Những ngày này, gia đình ông Nguyễn Duy Thành ở làng nghề làm bánh chưng Tranh Khúc lại tất bật, huy động tất cả thành viên trong gia đình tham gia vào các công đoạn làm bánh. Dù nhu cầu thị trường có ít hơn mọi năm, nhưng mùa Tết này gia đình ông cung cấp ra thị trường khoảng 15.000 chiếc bánh chưng. Dân là làm thì phụ thuộc cái nguồn khách hàng của mình, làm theo đơn đặt hàng. Còn đấy là ngày bình thường, còn ngày Tết thì có thể là cái số lượng nó sẽ tăng lên. Như năm nay thì chắc là nó có do ảnh hưởng của dịch Covid thì nó cũng có thể là nó giảm bớt đi. Để gói một chiếc bánh ngon, người làng Tranh Khúc rất thận trọng trong việc chọn nguyên liệu từ gạo, đỗ, thịt và cả lá dong. Theo nhu cầu của thị trường, người làng Tranh Khúc mấy năm gần đây sáng tạo ra bánh chưng gấc với hai loại nhân mặn và nhân ngọt rất được ưa chuộng. Ngày Tết mà bóc bánh chưng ra mà bánh chưng gấc đỏ thì người ta cũng thích. Thế là từ đó có cái ý tưởng ra thôi. Không phải làm đồng loạt đâu, mà phải theo nhu cầu khách hàng người ta đặt thì chúng tôi mới làm thôi. Chứ còn bán ở thị trường là chúng tôi không bán, bởi vì cái giá khi làm bánh chưng gấc nó sẽ đội hơn cái giá cái bánh chưng bình thường. Toàn thôn Tranh Khúc có 120 hộ làm nghề. Khi vào vụ Tết, tất cả các hộ gác mọi công việc để sản xuất bánh. Cao điểm của vụ bánh Tết hàng năm là từ ngày 10 tháng 12 âm lịch và kéo dài đến hết tháng Giêng năm sau. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến nhu cầu và thị trường tiêu thụ, nên người làm nghề cũng cắt giảm số lượng xuất ra thị trường. Mặc dù công việc sản xuất đã có thêm nhiều máy móc hỗ trợ, nhưng người dân làng nghề Tranh Khúc vẫn phải thức thâu đêm bên nồi bánh chưng. Mỗi người đều tâm niệm, gói ghém cả cái tâm của nghề trong mỗi chiếc bánh, để từ đây, mỗi chiếc bánh sẽ lan tỏa vị Tết tới rất nhiều gia đình.
Nhằm truy xuất nguồn gốc và đảm bảo an toàn thực phẩm Tết, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, test nhanh mẫu thực phẩm tại các chợ trên địa bàn. Thành phố Đà Nẵng cũng tăng cường kiểm soát việc sử dụng các chất phụ gia thực phẩm tại các chợ truyền thống. Đây là khu vực kinh doanh ngành hàng thực phẩm chợ Phước Mỹ. Những ngày giáp Tết, nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân tại đây tăng mạnh. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ truyền thống này, Ban Quản lý các chợ quận Sơn Trà đã tiến hành kiểm tra và test nhanh các loại thực phẩm đã qua sơ chế đang được bày bán tại chợ. Tết ngẫu nhiên, đi ngẫu nhiên hàng tuần đó, sẽ có chuyên viên của quản lý chợ đây này. Chuyên viên trên ban họ có phân công một chuyên viên quản lý riêng của chợ này và chuyên viên phụ trách an toàn thực phẩm đó, phối hợp với nhau đi kiểm tra ngẫu nhiên. Nếu cảm thấy cái thực phẩm này không đảm bảo, tiến hành test ngay tại chỗ luôn. Việc kiểm tra các hoạt động an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên Đán cũng được các địa phương của Đà Nẵng đồng loạt triển khai, trong đó tập trung nhiều ở các chợ truyền thống. Tại 7 chợ ở quận Sơn Trà, hàng tuần đoàn kiểm tra tiến hành test ngẫu nhiên đối với các mặt hàng thực phẩm để xác định hàm lượng phóc môn, hàng the, phẩm màu. Nếu cơ sở nào vi phạm sẽ niêm phong sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và xử lý theo quy định. Từ dưa cải vô muối măng, mắm muối cũng đó. Đây, mắm cá cơm mình cũng không hề bỏ màu vào phẩm màu đồ chi hết. Nếu mà có điều kiện mình trong cho kiểm tra hàng ngày để là loại trừ những cái thành phần á, là lạm dụng cái ngày Tết như đây. Là mình bán cái sản phẩm nguồn hòn không đảm bảo. Ngay từ đầu tháng 1, công tác kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên Đán được các đơn vị liên ngành của Đà Nẵng triển khai đến tất cả các chợ. Nhiều đoàn kiểm tra được thành lập và thực hiện giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các chợ. Trong đó, tập trung kiểm soát nhóm thực phẩm tươi sống, thực phẩm qua sơ chế và thực phẩm đóng hộp. Nhu cầu sử dụng thực phẩm của người tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết Nguyên Đán. Đây cũng là thời điểm để hàng hóa không rõ nguồn gốc và thực phẩm bẩn tuôn ra thị trường. Do đó, bên cạnh công tác kiểm tra, các cơ quan chức năng cũng khuyến khích người dân tích cực giám sát các cơ sở chế biến, kinh doanh, sử dụng thực phẩm và phụ gia thực phẩm không an toàn và có phản ánh kịp thời để xử lý theo quy định. Với mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Tân Sửu 2021, Công an thành phố Đà Lạt đã tăng cường công tác kiểm tra và phát hiện bắt quả tang nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số hàng hóa bao gồm chăn, wrap, gối, quần áo và bánh kẹo các loại ước tính hơn 1 tấn hàng có trị giá hàng trăm triệu đồng được phát hiện tại chung cư Đặng Thái Thân, phường 3 thành phố Đà Lạt. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có nhiều bao hàng được bao bọc nhiều lớp bằng bao tải và bao ni lông có in chữ nước ngoài. Lô hàng trên đang được tài xế xe tải nhỏ chia ra đi giao cho các chủ hàng trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Khi bị phát hiện, tài xế không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an thành phố Đà Lạt đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, đối với hành vi vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh, nghị định nêu rõ phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với các hành vi thông báo tuyển sinh, công bố đề án tuyển sinh không đúng hoặc không đầy đủ thông tin theo quy định pháp luật, thông báo tuyển sinh không đủ thời gian theo quy định pháp luật, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với các hành vi không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng, thực hiện tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố. Nghị định cũng quy định phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh, theo các mức phạt từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi tuyển sinh sai dưới 5 người học, phạt tiền lên tới 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi tuyển sinh sai từ 10 người học trở lên. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2021. Mới đây, đề xuất tất cả các giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông phải có bằng thạc sĩ đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên đề xuất này được đưa ra với lý do là để phù hợp với xu thế của thế giới. Tuy nhiên, khi áp dụng tại Việt Nam thì điều này có thực sự cần thiết. Không có học hàm học vị, nhưng những bài giảng của cô giáo Nguyễn Thị Bích Diệp vẫn luôn mang lại hứng thú cho học sinh. Không sa đà vào đọc chép mà nhờ phương pháp linh hoạt để học sinh tự chủ động tìm tòi, lĩnh hội kiến thức, cô Diệp đã kéo các em yêu thích với môn ngữ văn hơn.
cô có một cái lối cách dạy rất là cuốn hút học sinh, cô giảng giải cho học sinh rất là dễ hiểu, và thường với những tiết cô lên lớp thì cô luôn vào lớp với một không khí rất là tươi vui, khiến cho bọn em có một cái cảm hứng học. Theo mình, một cái bài giảng thành công thì giáo viên nhất thiết là phải có cái chuyên môn tốt, yêu nghề, đào sâu cái suy nghĩ, cái chuyên môn, chăn trở cho cái bài giảng của mình. Giáo viên có bằng thạc sĩ là tốt, tuy nhiên nếu nó trở thành yêu cầu bắt buộc thì không hợp lý. Đó không chỉ là ý kiến của cô Diệp mà của đa số giáo viên. Bởi thực tế, với trình độ cử nhân thì các thầy cô đã có thể đảm nhiệm tốt việc dạy ở bậc trung học phổ thông và trung học cơ sở. Cùng với đó, việc làm nên người thầy giỏi không đồng nghĩa với phải có bằng cấp cao, mà quan trọng nhất vẫn là phương pháp giảng dạy. Để đào tạo cử nhân và đào tạo ở mức độ cao học nó khác nhau. Với một học sinh phổ thông thì có lẽ là như chúng ta đang đào tạo và chúng ta tăng cường cái nghiệp vụ sư phạm, thì tôi thấy là cần thiết hơn. Nhiều ý kiến cho rằng ngoài việc không thực sự cần thiết thì nếu yêu cầu tất cả giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông phải có bằng thạc sĩ được triển khai, còn có thể dẫn đến cuộc chạy đua bằng cấp, thậm chí xuất hiện tình trạng tiêu cực mua bán bằng như một số chứng chỉ hiện nay. Vì thế, thay vì đề xuất nâng cao bằng cấp thì điều đội ngũ giáo viên cần hơn là được trau dồi, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn. Quan trọng là cái cách mình truyền đạt, cái cách mình tự nghiên cứu, mình tự tìm tòi ra các phương pháp để phù hợp với học sinh. Nhiều ý kiến cũng cho rằng thực tế cho thấy trình độ bằng cấp chỉ là điều kiện cần, còn cái tâm, sự say nghề mới là điều kiện đủ làm nên một giáo viên giỏi. Mà để thầy cô thực sự yêu nghề thì cần có một môi trường tốt, cùng với giảm áp lực, gánh nặng không đáng có và một chế độ đãi ngộ hợp lý. Đây mới chính là nguồn động lực để thầy cô nỗ lực phấn đấu để mang lại hiệu quả dạy học thiết thực nhất. Ngày 28 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn khẩn thông báo tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy, liên tỉnh, nội tỉnh, tuyến cố định, hợp đồng taxi, xe buýt và trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, bao gồm cả phương tiện đi và đến tỉnh Quảng Ninh. Thời gian tạm dừng hoạt động từ 6 giờ ngày 28 tháng 1 đến khi có thông báo mới. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách khẩn trương giải tỏa khách đang hành trình, đưa phương tiện về nơi đậu, đỗ và thực hiện vệ sinh sát khuẩn phương tiện, đồng thời theo dõi sức khỏe người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện. Các bến xe, cảng, bến tàu khách, bến phà dừng tổ chức hoạt động và bố trí cho phương tiện vào vị trí đậu, đỗ an toàn, thực hiện vệ sinh khử khuẩn toàn bộ cảng, bến. Đối với phương tiện đang hành trình hoặc đã xếp khách phải thực hiện khai báo y tế, sát khuẩn, đeo khẩu trang và quy định giãn cách. Ngay sau khi có thông tin về bệnh nhân mắc COVID-19 trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành họp khẩn đưa ra những phương án phòng chống dịch cao nhất, đồng thời tiến hành rà soát cách ly những trường hợp tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Theo đó, người mắc COVID-19 là anh PTD, sinh năm 1990, sinh sống tại tổ 1 khu 6 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, là nhân viên an ninh cảng hàng không Vân Đồn. Thời gian qua, anh PTG đã nhiều lần tiếp xúc đón người từ nước ngoài về để cách ly COVID-19, trong đó đã có những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngay quá trình cách ly. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển về nhà riêng tại phường Hồng Hà, ngày 22 tháng 1 có xuất hiện triệu chứng ho, sốt và đi khám tại bệnh viện Vinmec Quảng Ninh. Ngày 28 tháng 1 cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Quảng Ninh đã cách ly người tiếp xúc gần anh PTG, xác định truy vết các trường hợp F1, F2, F3, F4, đóng cửa tạm thời bệnh viện Vinmec Quảng Ninh, nơi bệnh nhân đến khám. Đã xác định được 75 trường hợp F1. Ngay trong đêm 27 rạng sáng 28 tháng 1, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Quảng Ninh đã họp khẩn và chỉ đạo xác minh những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, truy vết cách ly và tiến hành phun khử khuẩn. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cũng chỉ đạo các trường ở 5 huyện, thành phố Vân Đồn, Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều cho học sinh các cấp học nghỉ học từ thứ Năm 28 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1. Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Ninh yêu cầu người dân nâng cao các biện pháp phòng chống COVID-19, tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Yêu cầu trong cộng đồng thực hiện nghiêm túc việc hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, thực hiện nghiêm túc quy định 5K, tăng cường xử lý vi phạm 5K, tăng cường công tác quản lý thông tin, tránh đưa thông tin không chính xác gây hoang mang trong cộng đồng.
Tính đến 6 giờ sáng ngày 29 tháng 1, Việt Nam có thêm 9 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh. Như vậy, sau 55 ngày không xuất hiện ca mắc mới ở cộng đồng, Việt Nam có thêm 93 bệnh nhân. Đây được đánh giá là ổ dịch lớn nhất phát hiện trong cộng đồng từ trước đến nay. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.